nhánh này mình chiết ra nè. Rút sẽ đi rút. Đây có hai cây mỹ đỏ, lá mỹ cam. Cái này ra luôn, bông nó đỏ dần. Gửi cái này mình tiết kiệm được sợi dây rút, mình mới mốt mình rút lại cái khác cho bà con xem cái rễ nên. Mỹ đỏ rễ nó cũng đỏ luôn mọi người, rễ đỏ lòm hồng hồng. Hài tử này là đỏ đỡ màu, cắt ra luôn tiễn nó luôn, trồng vô chậu. Cái này mình rảnh rảnh mình, tại vì mình tỉa bỏ mà mình rảnh quá mình lấy cám dừa ra mình bầu tháo ra. Để chua tủa luôn mọi người. Xong này mà nhúng vô cái hũ này là bảo đảm sống trăm trăm, sống khỏe tốt luôn. Mau ra để cứng bầu liền. Cái từ ưu tiên cho hai em mỹ đỏ trước đi, hàng hiếm. Này đất này, phần này mình có pha đất sét, trấu mục, bụi trấu với một chút xíu mặt cưa, cái cám dừa, pha đất sét vô ba thứ, cây bảo đảm tốt, pha rồi xong phim. Em mỹ đỏ là mỹ cam. Rồi em mỹ hai mình là nhánh nó cao quá mình cắt mình bỏ bớt cái đọt. Trồng khoảng tháng sau là cây nó sung nó ra bông luôn. Ai đi chích ngừa nó chuyển hết nổi mọi người. Chích ngừa Covid giờ nó hành mệt quá.
này không làm gì chứ. Cái này trời luôn. Sau bầu nở rễ ra cứng khừ, giờ mình trồng gì mình buông ra đã lật liền. Vì nó không có đủ rễ nó bám xung quanh cái bầu cái chậu, giờ mình phải đi lấy thêm mới được. Kiếm cái cây nào mình tựa vô mình để thời gian đó, bám rễ rất là tốt. Sau đó mình thấy rễ nó nhiều quá mình thay chậu khác, bây giờ mình chơi chậu nhỏ thôi, chậu 9 chậu 7 là được. Pha nước này mình tưới vô là ok hết. Xong thì đây là cái thành quả của mình. Mình bầu mấy cái nhánh này ra chắc cũng khoảng tháng rưỡi rồi. Rồi xong nó ra rễ mình cắt mình vô cái chậu như vậy, cái xong mình mua cái chai N3M này về pha nước mình tưới vô khoảng thùng dồi, mình pha khoảng chừng một muỗng cà phê nhỏ nhỏ này, xong rồi mình tưới vô bảo đảm sống 10 cây là sống hết 11 cây, tuyệt vời luôn. Hết xong, xin kính chào bà con, cảm ơn bà con đã đăng ký ủng hộ kênh và xem clip trong thời gian qua, cảm ơn rất là nhiều. Thời gian này mình không có đi rời khỏi địa phương được, cho nên mình không có đi lai dạo với mấy cái khu vườn khác được nghe bà con. Mình like ấy, mình quay cái khu vườn nhà mình tự sướng vậy thôi. Chúc bà con ai có niềm đam mê trồng cây kiểng, đặc biệt nhất là bông trang thì thành công. Cũng giống như mình làm vậy thì tương đối cũng đã thành công rồi. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe trong cái dịch bệnh này nha. Phải vượt qua khỏi cái vụ này mới được. Quá nguy hiểm mà. Và xin chào, hẹn gặp lại nha mọi người.